Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Sự tích Bồ Công Anh. Ngày xưa ngày xưa, vị thần của các loài hoa muốn bay xuống nhân gian để tìm loài hoa cô yêu thích nhất. Nhân gian thật tươi đẹp, muôn loài hoa khoe sắc, ta biết chọn ai đây? Nè Tulip, em muốn sống ở đâu cả đời? Em muốn sống trong chậu kiểng với thảm cỏ xanh mượt làm nền. Mọi người sẽ phải trầm trồ thán phục vẻ đẹp nổi bật của em. Tulip đẹp xuất sắc thật, nhưng em vẫn ngạo mạn lắm. Em đẹp, em có quyền chứ. Còn em thì thích sống ở đâu hả Hoa Hồng? Em chỉ muốn sống bằng cách leo lên bờ tường lâu đài thôi. Bởi vì em yếu đuối và mỏng manh lắm, không thể tự đứng một mình. Em cần có sự giúp đỡ và che chở. Tulip và Hoa Hồng đều là những đại diện đẹp nhất của muôn loài hoa rồi. Thiệt tiếc vì một người thì quá ngạo mạn, một người lại quá dựa dẫm, mình chẳng ân bụng chút nào. Em muốn sống ở đâu cả đời hả Violet? Em muốn ở đây, giữa các tán rừng, nơi có dòng suối làm mát chân, nơi cây cối giúp sắc tím của em không bị sức nóng mặt trời phá hủy. Vậy thì em cứ ở lại tận hưởng thái bình đi, em chưa phải là loài hoa ta chọn. Bồ Công Anh ơi, em nói cho ta biết em muốn sống ở đâu cả đời. Em ư? Em muốn sống ở nơi trẻ em có thể nhìn thấy em và mang em tới trường, nơi mà chúng có thể chơi đùa với em. Em muốn sống ven đường, trên đồng cỏ, giữa những bức tường đá trong thành phố, để mọi người có thể ngắm nghía và thư giãn mỗi khi mệt mỏi. Em tốt bụng lắm. Với ta, em chính là loài hoa đáng yêu nhất. Từ bây giờ, em sẽ được sống ở khắp nơi và nở suốt bốn mùa. Bồ Công Anh nhé. Bạn cũng hãy như Bồ Công Anh, sống và cống hiến cho đời tất cả những gì mình có với tấm lòng yêu thương. Nhất định điều đó sẽ khiến cuộc đời của những người xung quanh tươi đẹp hơn.